Em bé ngủ nướng ơi, 9 giờ sáng rồi kìa. Em bé ngủ nướng ơi. Hi, baby, Katie. Katie's like, what's happening? What's happening? Hi, honey. Hi, sleepy head. Sleepy head. Hi, sleepy bear. How are you? Em bấm bấm mày, Who are em bấm bấm, trời ơi coi em bấm bấm kìa, bấm bấm ơi, bấm bấm, bé ngủ nướng ơi, đang ngủ mà bị chọc hoài. Wow, she was awake up with her baba in her mouth. Nè nè nè, Oh, ôm em đi. so together. Daddy's gotta go for a week. So I gotta wake you up so you can play with daddy. 'Cause daddy's gonna be gone. Gone. Em bé ngủ nướng ơi, 9 giờ sáng rồi kìa. Thôi, vậy rồi là không có ngậm nấm vú nữa. Thôi mà. Hình đánh đi con. Thôi vậy rồi bỏ nấm vú qua đi. À mẹ đi. Nè. Còn xây ke thôi, cho nào xây ke chút đi. Giật ra cái làm em hụt hẫng mà. Ôm em đó, em đó. Mau mốc đi Cali chứ phải đem em theo chạy. Em nó phải đem. Baby, she knows. What's your name? Ah, daddy is so bad. Hi, sweetheart. Yeah, happy family. Hi, sweetheart. Đưa vô, đưa vô, đưa vô. À, chào cô chú. Say, say hi. Baby, this is the perfect waking up in the morning, right, baby? Yeah, the best. Tớ ngủ ngon không? Cứ nhét nhét cái đầu vô miệng hoài. Đập cho đập. Thèm y như lắng thèm ra đi rồi mà mẹ mẹ cho ăn sáng. Daddy's leaving on an airplane, going to Texas for training. Bye bye ba đi, bye bye ba đi, hôm ba đi, hôm ba ba, hôm ba ba. Nè coi nè, coi nè, lật baby. Thôi không đi, không đi, không mẹ đi. Chào cô chú đi. Chào cô chú buổi sáng đi. Baby, you spit on my face. A, B, C, D. One. Two. G. One, two, three. Bữa nay big six rồi, bữa nay big six rồi. One, two. One, two, three. Baby, you don't shave? I'm gonna shave. Yeah. Before I leave. I just wanna spend some time with my little one. Hold on a minute, Jake. Say hello everybody, say hi. Hi all my friends, please like and subscribe. Please like and subscribe. Ở nay nhà với mẹ rồi. Nay nhà với mẹ à.
Nơi sweetheart ở nhà với mẹ rồi. Thôi, bỏ đám dấu đi. Baby, put it on the side. Em bé ngủ nướng ơi. 9 giờ sáng rồi kìa. I gotta step it ready to get a fresh nose spray. Yeah. Yeah, so. My allergy wasn't so bad last night. That's good. What are you hiding your face for? Yeah. Aww, I love you, sweetheart. Oh, you're gonna miss me so much. You think? Còn nhớ ba, chuẩn bị bay làm. She's gonna at 5 o'clock every day. She's gonna look at the window and see, where's daddy? Yeah, she's gonna miss you. I'm gonna hate it. I hate that I have to stay late to work. Hate so much. Yeah. Like baby, yeah. Like when it's like 6:30 but there's a client, then I'm pissed. Yeah. Like yesterday when you're like, yeah, I'm coming home in 15 minutes. And then an hour later, I'm like, yeah, I'm like, oh my goodness, 6 o'clock and I'm done with all my client. And then all of a sudden, like a woman came for like a acrylic nails, and then I did her so quick that it took me only 20 minutes. Usually it takes like 30 minutes. Oh my goodness! But her nail was easy, and you know what? You know, at sometimes like at the end of the day, uh-huh. I just do things so quick that she can't even like she blink her eye one time and I'm done. But some don't like it like that. Some do, some don't. Baby, they gotta understand that this they come at the end of the day, yeah. And they say thank you. They say thank you for squeezing me in. I'm like, oh yeah, you better say thank you. Just kidding, but and then after I'm done with her, there's another girl came in like, oh can you guys check me for this? And then the owner was like, yeah, Nene, you do it fast. Just do it fast. Sao cái mẹ đứng lấy rồi mà cô đi ở cắm hoài vậy? Bây giờ mẹ nói nghe nè, chuẩn bị ba đi tắc xịt đó. Con nhớ ba không? Hả? Vậy chơi với ba chút đưa ba đi. Cứ lấy con đi chửi lỗ mũi không à. Cho cô chú coi em đi. Em đó, em với cô chú em là em unicorn đó. Đi đâu cũng phải đem em theo không mốt. Không mốt đi cà ly ghi em theo ba à. Hả? À. Rồi đi, có đinh cái mền theo không? Có đem mền theo không? À, cô chú thấy em sáng vậy à, vui vẻ không? Không có giật nắm vú ra là vui lắm. Nãy khóc là do bị giật nắm vú. Mấy cái nắm vú. Trời ơi, mong mốt đi là phải đi, chuẩn bị theo thôi. Khỏi đi qua bển mua ha. Đi qua bển là phải đi vô bye bye baby liền ngay lập tức. Baby, when we go to California, yeah. Like I don't think we should bring her divers and stuff. Just go and buy things there. Buy things there, yeah. Yeah. No, well, maybe. Just depends on how expensive it is out there. Baby, you crazy? Diver's gonna be the same price. As Dalia, maybe, because California, they got a lot more taxes than... It's okay. Maybe. But when you go on vacation, you have to spend. Like, if you don't want to spend, then stay home forever. Right? And then, what else that JD need? And you know what I'm thinking we should buy too, baby? The high chair, but the one that she had before. The one that attached to another chair. It's only cost like $50. Oh, over there? Yeah. Yeah, we can if you want. It's just for a week though. Yeah, I don't know, we should buy that, but I don't know. Em bé ngủ nướng ơi, 9 giờ sáng rồi kìa. Trời ơi, sáng ngủ dậy thơm cho chặt chẽ ha. Tối trước khi đi ngủ mẹ chấm cho con này ha. Trời ơi, chấm rồi mà sáng ngủ dậy cũng vẫn còn thơm cho chặt chẽ. Thương quá. Thương bằng chai hương miếng nha.
Trời ơi, nãy giờ quay cái clip này cho cô chú con mười mấy phút chỉ nằm trên giường không thôi. Cô chú thấy clip đơn giản không? Đơn giản mình ấm cúng mà hạnh phúc. Cảm ơn cô chú ơi, cô chú con trai nè. Là con trai đó, bàn tay nắm ngón em vẫn kêu xa. Đưa bàn tay mày hôn mấy ngày. Đưa bàn tay mày hôn mấy. I love you, sweetheart. Con nói mẹ đi, con nói nè, để ra, con nói mẹ, nói lấy ra đi, lấy ra đi, cho mẹ nắm vú đi, cho mẹ nắm vú đi, mẹ thèm quá, cho mẹ nắm vú đi, lẹ lên. Sáng nằm cứ nhồi để đầu em nhồi 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 cái đầu em. Nó một nó thích một cái con đó, không mẹ, mấy con kia nó không thích nha. Hồi bữa thì nó thích con raccoon. Đó, hai cô chú thấy hai hai con mặt giống nhau không? Trời ơi, y như tạc tượng như vậy. Thôi chơi. Mà có cái mẹ đen hơn chơi hả chơi ha? Chị chán chơi cao hơn chán mẹ nè. Thấy không? À, mũi dây giống mũi mẹ nè. Không biết có cao hơn không thôi. Mũi dây giống mũi mẹ nè. Miệng đâu coi, cái miệng sao ta? Miệng của ai ta, cái miệng của con trai là cái miệng của ai trai, đừng có phốt cà xíu mặt mình nữa, đây là phốt lên xíu mặt trai nè đó. Thôi bây giờ bye bye cô chú nha, giờ bye bye cô chú ở đây rồi mày đi đi ra ăn nha. Mông 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 là mông đó. Ừ, còn phải nói mông 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 không mông hả? Mông 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 không mà mày thôi cho nhịn đói. Đây là sáng nay là sáng nay là chay không có đi, không có đi bơi cô chú ơi. Thôi để bây giờ tiếp tục kết thúc cái video clip, kết thúc cái video clip giường chiếu ở đây đi. Bây giờ sẽ tiếp tục quay cho cô chú coi một ngày hôm nay của Chay. Hẹn gặp lại cô chú chút nữa nha. Kìa kìa Chay kìa, ba đi kìa, ba đi kìa, ôm Chay đi, give baby, give her hug. Ôm ba đi, đúng rồi. Hôn ba miếng. Hôn ba miếng, ba đi kìa. I gotta go. Okay. Kìa coi kìa ông ngoại coi nè. I gotta go, okay, honey. That's why I woke you up early. You were gonna sleep in until 10. Mặc đồ nó đi cho nó lên máy bay ngồi cho thoải mái chứ. Đi quên là ưa chuộng phong cách thoải mái. I gotta go. Here's your iPad, pad, 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 iPad, pad, pad, iPad. No battery in it. No battery. Put it on the charger. Can you bring a charger out here, baby? Chạy đi, ba đi kìa. Daddy's gotta go to training. I'm gonna be gone for 1 week. I'm gonna be gone for 1 week. Give Daddy a hug, please. Hug me. You're not gonna see me for a week. Chạy đi, give Daddy a hug. No, đi đâu ạ? À? Con đi đâu ạ? À? Ba ôm ba cái đi, ba đi kìa, để lên. Ôm ba cái ba đi nè. Ôm ba đi. Okay, bye JD. Bye bye. Bye bye. Bye baby. Bye honey. Mwah. I love you. I love you too. I'll see you guys when I get back. Bye bye kìa, bye 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 bye. Bye bye kìa. Bye honey. Whoa. Mì gió ba cái đi con. See all the stuff? Bye đó, bye. Ba đi kìa. Thấy chưa, giờ ba đi thiệt đó. Mwah. Rồi để quay cho ngoại coi. Quay cho ngoại coi đi chứ quên nữa. Nè ngoại nè, chay đó. Bé b... Ờ. Mì gió ba đi, mì gió ba đi. Rồi, giỏi quá, mì gió hồi nãy ba. Mì gió ba. Rồi, ba đi rồi. Ba đi chỗ nào, chỉ ngoại coi, ba đi chỗ nào. Đó, ba đi rồi kìa chay. Rồi, lại đây, lại đây. Lại đây mẹ cho ăn, lại lên. Đó 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 đó, bảy 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 bảy, đánh cơ lại.
Đây, vô đây ăn uống xong đi công chuyện nè. Hôm nay có rất là nhiều chuyện mà phải đi nè, đi lại lên. Có giày dép nè, lúng tung sờ bần hết thiệt chứ. Sắp xếp không có sắp xếp gọn gàng. Đây đây coi. Chơi, lại đây. Nó ngoài nhảy kìa, con nhảy đi. Ba không có ngậm mấy này nha. Đây nè, đây là đồ của mẹ, không có phá. Giờ nhảy đi. Trời ơi, ngoài nhảy ghê chơi chơi. Ngoài nhảy rồi, the wheel on the bus school đó, anh vào kìa. Đúng rồi đó, đúng rồi.